Em đâu có biết nghe chứ, nghe phòng mà. Xin kính chào tất cả các bác, chúc mọi người có một buổi tối hôm nay là một buổi tối thứ sáu mốt trẻ của team mọi người nhé. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, những ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Bên em chắc chỉ còn nào ngày hôm nay là ngày 17 đúng không nhỉ? 17 thì chỉ còn một ngày, 17 này, 18, 19 và 20. Chắc em quay đến clip chắc đến tầm 20 thì sẽ bắt đầu rồi. Còn anh em nào ở gần thì mới mua được thôi, chứ còn ngoài 20 ra là sẽ bên bưu điện họ không nhận hàng hàng gửi chậm nữa rồi, mà chỉ họ chỉ nhận cái hàng gửi nhanh ấy mọi người. Mà thực ra hàng gửi nhanh ấy thì cái cước này nó rất là cao, mọi người sẽ chịu cái cước khá là cao, bởi vì gửi nhanh là cái đồ toàn của em, mà toàn đồ lặng, mà đồ lặng thì cái cước cũng rất là cao này, anh em khó mua nên là sẽ cố gắng làm tầm 20 thôi. Thì còn một số hàng nhưng mà tầm này nên cho mọi người vẫn toàn hàng mới 100% hết, chứ không có hàng cũ mọi người nhé, toàn hàng mới hết. Nên anh em nào thật sự đam mê thì chốt mọi người nha. Thì lên một sản phẩm đầu tiên, cái này thì sẽ bán khuyến mại mọi người. Cái đồng món đầu tiên là mở hàng khuyến mại. Thì cái bước này nói luôn là bước này là quay hôm nọ rồi, thì nó thành hàng cũ. Thì hôm nay xả cho mọi người nhé, xả dưới giá sản xuất để đi đi, cho nó sang năm mới bán toàn hàng mới cho nó máu. Để bọn anh hay pho chắc là mọi người. Cái này em để hàng lên cao như kia đi, pho này chưa bán. Đấy, thì cái bước này thì ông nội giới thiệu rồi, bước này ông nội em bán là 2 triệu mấy nhỉ, như bán 2,5 triệu sao, 2,5 triệu sao đấy, đưa lắm. Tóm lại là ông nội em bán là dao động tầm khoảng 2,3 triệu, 2,5 triệu, gọi 2,3 triệu đi. Thì thực ra bọn em sản xuất một cái chum này nó dao động tầm khoảng xí xuất 2 triệu đấy, thật sự mọi người tầm khoảng 2 triệu, 2,1 triệu, nếu cả đóng bọc nữa thì khoảng 2,1 triệu. Một cái chum mà tam nghe đục gỗ hương, một cái cục dễ hương này và đục liền nguyên khối. Cái bức này thì sẽ cực kỳ thích hợp mấy cái vị trí mà anh em để ở cái ban thần tài. Ban thần tài mọi người để rất là đẹp. Hoặc mọi người có kệ tivi, cái tủ kệ tivi ấy, mọi người bày cái bức tăng lên thì rất là ok. Và hôm nay em sẽ để cho mọi người cái giá khuyến mại mọi người, mở đầu clip mọi người nhé. Giá vào số đẹp thôi, em mình rất thích những con số đẹp. Và sẽ để cho mọi người cái số cực kỳ đẹp và tuyệt vời. Mọi người nhìn chất vân này thì đây là liền khối anh em nhé, hàng liền, nó bức này rất là to à. Liền như này thì sẽ cực kỳ mất nhiều phôi, hãy nói luôn mọi người là sẽ mất nhiều phôi vô cùng. Chúng ta và vân rất là đẹp thì em bao kích thước cho, và mọi người cơ hội mọi người mua nhé, giá hời nhé, anh em lên tay bê thôi. Cái này chiều rộng 55, chiều cao thì bức này độ tầm khoảng chuẩn một tí. Em lấy chiều cao 26 đi, rộng 55, cao 26, chiều sâu. Thực ra đo này nếu mà người yêu cầu một chuẩn 100% thì nó rất khó, nó chỉ là bao nhiêu gì nó bị lệch 1-2 phân. Và chiều sâu là 32, rộng 55, cao 26 và sâu là 32, hàng liền nguyên khối. Thực ra mọi người một cục gỗ này bọn em đầu tư một cái cục phôi như này thì nó đã cũng phải chia sẻ mọi người, nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 1,2 triệu tiền phôi rồi, triệu hoa anh, triệu ba tiền phôi rồi, còn chưa nói tiền công cá đồng nữa. Thì bán mọi người sản xuất ra thì nó thợ nhà làm bước này có rẻ nhất phải tầm hai đồng hai đồng mốt mọi người mới làm ra được. Thì hôm nay để cho mọi người cái giá tình cảm cho anh em và anh em chơi, và cơ hội mọi người mua hàng gỗ hương luột đẹp này 1,790, bán mở đầu clip mọi người nhé, giá này thì chưa giờ có đâu mọi người nhé, 1,790 anh em lên tay bên. Hàng ngày thì cũng quay một lần rồi anh em, nếu mà theo dõi em Minh rồi thì cũng em cũng quay rất là kỹ rồi. Thì em quay lại nước 2 này thì chỉ giới thiệu quay và để cho mọi người cái giá nghe phát ngủ luôn, 1,790 anh em nhanh tay nhé. Và ra học ship anh em mà mua hàng thì vui lòng tầm này phải đặt cọc sau chuyển khoản này, để khách quen mọi người nhé, thông cảm giúp em Minh. Đấy là thật lòng thôi, bởi vì tầm này bán cũng rất là, giá cũng rất là hợp lý cho mọi người, cũng muốn là để cho anh em ấy chi tiết và thu hồi cái dòng tiền về để mình tái đầu tư và trang trải những cái công việc cuối năm, và tính xem một năm qua mình làm được bao nhiêu tiền, chứ cũng không, chứ không phải là gì cả. Nên là muốn bán rất là giá rất hợp lý để mọi người chơi để thu tiền về. Nên là anh em thiện chí, thật là thiện chí thì mua và chốt. Thì nếu mà khách nào thực sự, khách nào được cực kỳ quen thì em cũng không quan trọng với là đặt cọc. Nhưng mà anh em nào mua một hai lần mà mua thì thoảng mua, hoặc là khách lạ thì xin đặt cọc. Còn nếu anh em mà ưu tiên mà vui vẻ mà thiện chí thì chuyển khoản hết thì em rất là cảm ơn mọi người nha. Ok,
Em lên cho mọi người một cái sản phẩm, nên cho anh một cái quả Phú Quý Ngọc Am này đi, anh phải một quả chun trước rất là đẹp này đi. Vừa tiện xong mọi người nhà em vừa xong một lô đây mọi người, đây quay mọi người luôn, đây để cho mọi người nhìn cho rõ hẳn để mọi người ướm cái chiều độ độ dày cũng được cái đế. Đợt này làm cho mọi người cái lô Phú Quý này toàn là hàng đẹp mọi người nhé. Đây là cái đế này mọi người nhìn này, anh em nhìn này, cái vân này, đó cái đế này, cái này là dính cái giấy, cái này em để nó dễ bị dính cái giấy, không bị dê nó dính cái giấy. Toàn gỗ già thôi mọi người, toàn gỗ già và cái cục này mấy tấn gỗ, toàn là gỗ già thôi. Nó có chun này, các bạn nhìn chất mất màu của gỗ này, nó có chun mọi người nhé. Đây em vừa xưởng về mọi người nhìn em này, người em như là con trâu luôn, toàn bộ là mùn là bụi, là tất cả mọi thứ về lên xưởng xưởng anh em này rất là bụi, bẩn người bẩn như con trâu luôn. Và về nhà chưa tắm rửa, chưa làm bất cứ gì cả, hạ hàng xuống và lên clip chia sẻ mọi người luôn, bởi vì những cái tầm này là lúc quá là cập dập, và nó những cái mấy ngày này là thực sự là rất là ác liệt đấy. Quả này thì anh em là thích những cái dòng gỗ già và ngọc am đỏ Hà Giang, đây là những cái bệnh dễ, nó gỗ nó rất là nặng mọi người ạ, và chất của những quả này thì tuyệt vời luôn. Giá em mình để cho mọi người những quả này thì các bác nghe phát mua được luôn, tầm này vừa bán vừa tặng mọi người, để mọi người về chơi Tết có lấy một chút công thôi mọi người, nhà hàng này tất cả là hàng mới, em chỉ xin mọi người một chút công thôi. Đây nói thật chứ còn bảo nếu mà bán cái gì cũng sell, cái gì cũng xả thì thực sự nó rất là khó, em làm cũng phải có công thì mới nuôi được gia đình, mới nuôi được gia đình thì mới có sức lực, mới có cái niềm tin để mà chiến đấu mà lao động và học tập tiếp, chứ nếu mà cái gì bán đúng lỗ, cái gì cũng xả thì thực ra là bản thân bọn em cũng không có cái niềm, còn cái niềm đam mê nữa để mà làm, để làm và để lao động nữa, đúng không ạ? Làm cái gì thì làm nó phải có đồng tiền thì mới trang trải cuộc sống được, nuôi sống được gia đình và bản thân thì mới có tiếp tục có sức lực và có đam mê để làm nghề tiếp, để có ra được cho mọi người những sản phẩm đẹp. Nên là anh em thực sự yêu thương và quý mến thì có thể mua, và giá em hứa mọi người tầm này em chỉ lấy một chút ít tiền công thôi. Ví dụ như một quả Phú Quý mà to như thế này, gỗ già như thế này mà có chun chớp như thế này, ngọc am đỏ như thế này, đường kính rất là to, anh em có đi mua ở đâu rẻ nhất thì thị trường có lẽ phải tầm 1.8-1.9 triệu, thật sự mọi người 1.8-1.9 triệu không rẻ, nhưng mà em để cho mọi người cái giá đó là cái hữu nghị của em thôi, anh em đam mê thì chơi. Quả này đường kính 38 mọi người, đường kính 38, chiều cao quả lúm là em lấy 17 phân, và quả này cực kỳ già, cái đế này, đế này tuyệt vời lắm mọi người nhé. Em mình chỉ xin lấy mọi người một quả như thế này, đây là tình cảm của em. Quả này nó mỏng một chút nhưng mà được cái nó rất là nhiều chun và đẹp, gỗ cực kỳ thơm. 1.379, thật sự mọi người tầm này cái giá này nó là tình cảm của vợ chồng em thôi, bán để cho mọi người về chơi Tết thôi nhé. Và đường kính 38 này chưa bao giờ có giá này đâu mọi người, duy nhất những cái ngày hôm nay. Nhưng em vẫn có một chút công mọi người, chỉ một chút thôi, nếu mà trừ tất cả mọi chi phí đi thì em mình chỉ được tầm khoảng dao động một nô Phú Quý thì em làm ra 40 quả, chính xác là gần 40 quả, ba mấy quả đấy, để em cố gắng bán làm sao từ giờ đến 3 ngày em bán hết cho mọi người. Và mỗi một quả em chỉ xin mọi người dao động, nếu quả nó to thì em xin 200.000 công, 200.000 công trừ tất cả mọi thứ thì em xin 200.000 công, còn quả nhỏ như này em chỉ xin mọi người 100-150. Đây là em cố gắng hết sức nựa gỗ, lọc gỗ và tiết giảm, tối giảm hết tất cả mọi chi phí để làm sao mà được cái giá thành như này cho mọi người chơi, và em vẫn đảm bảo được một chút tiền công của em thôi, chứ bán lỗ thì không phải bán được với tất cả hàng mới. Và đây là em chọn gỗ sẽ không có một tí vết tích nào mọi người nhé, không có bị nứt nát hay là bị thủng vá víu nào, hoặc là có lỗ em sẽ bảo mọi người. 1.379 quả này, mọi người mua thì quả này quả đứng 38, em sẽ lên cho mọi người mấy quả để anh em lựa chọn, mà giá thì yêu thương vô cùng. Đến cái quả ngay chân em đây này, cái quả này vẫn đẹp dã man luôn này, đấy quả này thì cũng đẹp lắm mọi người ạ. Quả này thì vân đây, đế đây, anh em nhìn này cũng đặc hết nhá, và quả này cũng dày hơn quả kia, mà mọi người nhìn cái chất vân này này, đây là một cái vết sụn hoàn toàn là không có vết nhá, không có vết và cũng không có lứt nát gì cả. Thường thường mọi người mua Phú Quý tầm này là sẽ bị lứt nữa, nhưng mà lô này là rất là đẹp, anh em nhìn vân này, thơm lắm mọi người nhé. Mọi người nhận hàng kiểm tra hàng này, nó rất là nhiều dầu,
rất là nhiều dầu và cực kỳ thơm luôn. Thơm lắm anh em ạ. À, đây, thơm lắm. Quả này thì em sẽ lấy bằng giá quả kia thôi. Quả này nó tròn hơn nhưng mà thôi. Thực ra là làm theo lô mọi người, em cứ lấy bằng giá nhau, nhưng quả này vẫn bán tầm 1,7 triệu. Mà thôi để mọi người cái được kính 35 rồi mọi người này, nhưng mà quả này nó dày mình hơn quả kia. Quả số 2 nhá. Dày là 17 nhưng mà cái thân này nó dày hơn này. 1,379 mọi người nhá. Vừa bán vừa khuyến mại mọi người thôi. Chứ bình thường những quả này em bán toàn tầm khoảng 1,6 triệu, 1,5 triệu. 1,379. To mà mọi người, không nhỏ đâu. Em sơn si và sáp hết cho mọi người rồi, chỉ chơi thôi. Đợt trước này, đợt vừa rồi em có làm một lô hàng mộc ấy. Thực ra em làm cái mộc đấy, em chỉ cốt một điều là muốn chia sẻ và giới thiệu mọi người đây là tất cả những cái quả ngọc am em đều là chọn những củ gỗ rất là già và nhiều dầu để mộc liên tuyết. Nhưng sau cái đô đấy là anh em chốt xong em lại mất công mang đi phun, thật sự là nó rất là cập dập và nó mất nhiều thời gian đó mà nó lâu. Mọi người cũng đợi chờ tới nhất nơi rồi không muốn nên thì thế em tiện trong cái em vứt cho sợ sơn luôn, sáp luôn, về là chỉ quay cho mọi người luôn. Thế là em đi luôn. À, đưa cho anh một quả lửa, một quả, hai quả. Đưa quả này đi. Quả này cho quả to hẳn đi. To hẳn, cho hẳn quả to hẳn đi cho mọi người đi. Quả kia kìa. Bên kia. Đấy, quả đây. Đấy. Quả đẹp đấy. Cho quả đẹp cho mọi người. Quả này rất là nặng đúng mọi người ạ. Quả to chưa? Anh em nhìn quả này khủng chưa? Này, đế này mọi người nhìn. Đỏ rực luôn. Mạch tinh dầu nó ra rất là nhiều mọi người. Đây cùng một lô gỗ hết mọi người nha, cùng một lô gỗ hết vào. Đây. Anh em nhìn cái mạch dầu này, đen xì luôn. Đây, những cái vân này, hàng hoàn toàn không có một tí vết tích gì mọi người nhá. Không có một tí vết tích gì luôn. Không có chắp vá víu và vân thì tất cả đều rất là đẹp. Quả này rất là to. Quả này khủng luôn rồi. Đường kính quả này nó khoảng 42 các bác ạ. Đường kính 42 nhá. Quả này đường kính 42 đấy. Dày là 18. Giờ anh em hỏi tại sao cái lô Phú Quý này là cái độ dày của nó hơi bị mỏng. Đi chia sẻ mọi người đây này. Hàng dày ấy, hàng Phú Quý dày ấy thì nó gỗ nó rất là kém. Gỗ nó rất là kém và nó sẽ không thơm, cũng như là nó sẽ rất ít tinh dầu, cực kỳ ít tinh dầu. Nhưng mà cái hàng mà nó mỏng như này, vì sao lại mỏng mà nó gỗ lại đẹp này? Bởi tất cả nó là những cái bệnh dễ, và cái hàng bệnh dễ thì cái chất gỗ cũng như cái tinh dầu nó nhiều lắm mọi người, nó nhiều dã man luôn và nó rất là thơm. Quả này giao đi mọi người 1,890 mọi người nhá. 1,890 quá êm luôn mọi người ạ. À, đường kính 42 bán mọi người 1,890 này. Gỗ này đế đây, quay cả đế luôn. Ok mọi người, ba quả thôi. Mai anh em nào cần những hàng to hơn, quả to hơn thì, hoặc cần những hàng như nào thì cứ inbox nha, bởi vì rất là nhiều, gần 40 quả cơ, cho mọi người tha hồ lựa chọn. Em nên cho anh một cái quả Phú Quý Pơ Mu kìa. Mà thôi, Pơ Mu để từ từ, Pơ Mu để mai đi. À, cho anh một cái bức ra là hàng rất là nhiều, không biết nên cái gì. Không, xong nghe vừa lên tập tam nghe rồi, bây giờ cho anh cái con chó, một con chó rất là đẹp này, cho một con chó, đấy con chó lằm ấy, mấy con chó lằm ấy, đẹp lắm, đấy, với một cái foil chắc, đấy đúng rồi, tuyệt vời luôn, đấy, để con chó, hàng chó rất là đẹp mọi người nhé, chắc tuyệt chọn, đây, mọi người cho đây là cái gỗ chắc em tuyển cho mọi người, cái này độ đen này. Đây là một pho rất là nhỏ xinh này thôi, nhưng mà đây là em mua một cục lu chắc. Đây là một cục lu chắc và cho đục rất là đẹp cho mọi người chơi. Lu chắc mọi người nha. Em quay cho mọi người cầm mọi người thấy lu đây. Em dí sự toàn mũ lu hết. Lu chắc hiếm khi mà có đấy mọi người ạ. À, mọi người mua những cái quả lu chắc ở trên thị trường em mua toàn mấy triệu thôi. Đấy, những cái này, cái bốn xung quanh này là lu hết, em bán hết ra cho mọi người nhỉ? Chắc đỏ lu rồi.
người chơi rất là hiếm, anh em sưu tầm và đục rất là đẹp. Đấy, rất là nhiều lưu luôn. Mọi người mua toàn 4-5 triệu những tác phẩm lưu chắc như này thôi. Mà em mình để mọi người giá sưu tầm rất là đẹp. Hàng ngày thì em bao mọi người là 100% vân gỗ tự nhiên nhá. Anh em về chơi thì cực kỳ thích và đục khá là đẹp. Nhỏ xinh tươi, mọi người sưu tầm lưu chắc. Đây, rất bốn xung quanh là toàn lưu hết. Toàn lưu hết mọi người nhá. Có một pho đâu, không có pho thứ hai đâu. Giá cho anh em sưu tầm. Nghe phát mùi luôn. Kè cao 29 này. Rộng 13 này. Và dày là 11. Cao 29, rộng 13 và dày 11. 999k. Giá sản xuất cho anh em, và đây là mua một nô gỗ. Rất là may mắn mới gặp một cục lưu đấy nhá. Còn bình thường thì xin xẻo mọi người không có đâu. Không có đâu ạ. Để xem mọi người một chú cho chắc rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp, cái chất gỗ nữa. Anh em nhìn cái chắc đỏ đen của mình phê lắm mọi người ạ. Để em đo kích thước cho. Cái này về bàn là rất là đẹp mọi người nhé. Cái này mọi người có thể bày cái bàn làm việc dành cho bác nào tuổi Tuất. Mọi người bày làm bàn làm việc mà các bác để chặn giấy ấy thì sẽ rất là tuyệt vời, vì cái đế nó đặc hết này. Anh em đế tuyệt vời luôn, đế rất là đẹp. Hàng này hàng mua gỗ rất là đắt. Gỗ này rất là đắt và chọn từng cục gỗ 150 một cân. Để cho mọi người ra thì những cái tác phẩm chất chắc đỏ đen đẹp nhất. Ở đây em sẽ làm cực kỳ chắc đỏ đen để cho ra cái vân nó đẹp. Và cái này mọi người bày bàn anh em, ví dụ mọi người có thể mang cái tặng anh em bạn bè tuổi Tuất để người ta bày bàn làm việc mà để chặn giấy. Rất là phê luôn. Đẹp lắm, hàng này đẹp lắm mọi người. Không có nhiều hàng như này, chọn gỗ khó lắm. 21, dài 21. Cao 15 và sâu 10, em quay mọi người. Chất đẹp lắm mọi người ạ. Em quay cho mọi người cái chất chun sụn chắc này, chắc đỏ đen ta đẹp luôn ạ. Chất nó vân vèo phê. Đế thì đặc luôn này. Em toàn lựa chắc đẹp thôi đây này. Đấy. Mặt chó, diện chó mặt đục rất là đẹp luôn ạ. Kỹ. Thì kỹ này, chất vân này. Đấy. Loang này, đúng loang ở lưng này các bác này. Đẹp chưa ạ? Rồi, một chú chó nhỏ nhỏ xinh xinh các bác để bàn làm việc này, bàn trà, phòng khách này, hoặc để chặn giấy này. Đều đẹp ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Em làm theo lô, một lô kia tầm gần 20 con đấy. Nhiều lắm. Nên giá lúc nào mọi người được mua được cái giá sản xuất rất là rẻ luôn. Ok, thì cũng chia sẻ mọi người một cục chắc này là lô chắc này, ví dụ một cục phôi như này là bọn em mua giờ là đẹp như này là 350 một cân. Cái chất màu của mình rất là phê luôn, màu rất là phê. 350 một cân thì một cục, một con chó này để mà cắt được đi này là cục gỗ là rơi vào tầm 4 cân. Thì mọi người tính ra nó đã rơi vào tầm 600.000 tiền gỗ rồi. Đấy, còn cái công nữa, tiền sơn BU nữa. Hàng này thì bao phê cho mọi người để bán rất là đẹp. Có rất là nhiều, có tầm nó đâu đó tầm gần 20 con cơ. Một lô rất đẹp. Đây là hàng chọn từng cục gỗ một nha. Anh em đừng so sánh với những hàng xô, alo xô nhá. Thì chú chó này em mình để cho mọi người giá là cả gỗ, cả công, tất cả mọi thứ 950k mọi người nhé. Tuyệt vời lắm, đẹp lắm. 950k mọi người sở hữu luôn. Những chú chó chắc đẹp lắm anh em ạ. Một nà, đẹp không một tí vết luôn ạ. Đẹp lắm, hàng này thì tuyệt vời luôn đấy. Nên cho mọi người từ chúc phúc từ nên cái bức voi đẹp vào cho mọi người ngắm cái bức voi đẹp này đi. Gỗ quá chất lượng luôn. Đây. Hàng vừa bốc xong những tác phẩm còn chưa. Mời anh em thọc. Anh em thọc nhé. Vừa bốc xong. Anh em voi mẫu tử gỗ hương ta các bác nhìn cái chất vân này. Anh em thọc. Đẹp luôn ạ. Đây là hàng lưu sụn. Cái bẹ rất là dày. Vân đẹp. Cái bẹ dày vân đẹp. Đế đặc.
mọi người sẽ thấy này, cái cục gỗ này này, em mới sáng làm gỗ, em hay tưởng đến mọi người thấy cái bệ này rất là dày, mọi người phải hình dung cái cục phôi này, một cục phôi nó đặc như thế này, đặc như này, và đây là phôi mua đầu xe, gỗ đặc xịt 100% mà nó dày như này, đặc như thế này, độ dày hoàn toàn này, sau đó mình cắt đi hạ đi rất là nhiều phôi để mà khoe ra được hai chú voi mẫu tự đẹp như này. Thì cái phôi này mua cái giá rất là đắt, giá 35.000 một cân, phôi rất là đắt và phôi cực kỳ lặng, rất là lặng mọi người nha. Cục phôi này cũng trả dấu cho mọi người 2,5 triệu tiền phôi, rất là lặng và cực kỳ lặng luôn. Cho em đi vào cận cho các bác thẩm chất vân giúp em nhé. Cảm ơn mọi người không mua thì cực kỳ tiếc rồi. Không chê và đưa đâu được ạ, đây. Đây cái mắt, mắt gỗ nhá. Đây, đây mọi người nhìn này. Anh em nhìn chất vân này. Mọi người bên dưới quay này. Đến đâu là đẹp lên đấy luôn đấy. Toàn bộ cái này là những cái phần đu sụn hết, chứ hoàng hàng này hoàn toàn là không có vết, bao không có vết cho mọi người. Đây anh em nhìn chất vân này. Đây là hương ta. Hàng này mọi người không chơi thì nó hơi phí luôn. Khẳng định mọi người luôn. Toàn bộ đu sụn hết. Đây, cái này nó bị xước cái gì nó dính. Cái keo gì nó dính vào đây. Đây cái này em mang em xoa. Đây anh em mở cái mặt đẹp tứ diện. Sần, đây là sần nết này, sần nết này, đây, các bác nhìn cái vòi này hơi sờ, vân khác thì vân cẩm đâu, cái này là điền mọi người nhé, đây, này vân này, nó đẹp hơn cẩm, cẩm không đẹp đây đâu, chớp bắt sáng này, cẩm không đẹp bằng cục này đâu mọi người, em đảm bảo mọi người cẩm không đẹp bằng đâu cục này đâu, cẩm không đẹp đâu, bẻ quá to luôn, đây. Cẩm sần, không bao đẹp bằng cục này. Đầu gỗ này, vân này, người voi này, một con duy nhất nhé. Con này thì nó không to, không to bằng cái con 4,5 triệu loại, nhỏ hơn. Nhưng mà củ gỗ thì là con này, em biết củ gỗ là chất của củ loại. Củ loại cao là 60 cân, voi này thì cao là 45, rộng là 40, đây cái chiều này cho dễ. Rộng là 42 và độ dày em nó vip luôn, dày là 33, dày quá, nhiều gỗ quá, dày 33, đầy đủ nga cho mọi người ạ. Hai gần 2,5 triệu tiền gỗ, giá đi có tình yêu 3,5 triệu không ship mọi người nhé. Hàng này bao liền nên không có chắc được, mà chất phân vô chất phân thì cả chất vô chất gỗ chất vân chất gỗ thì khi nhau cũng phải nghĩ nhá, mỗi bước thôi không có nhiều anh em. Hàng ngày thi thoảng một tháng em chỉ làm được tầm 2-3 bước và không phải bước nào đẹp, nhiều bước cũng bình thường. Đây đây cho mọi người coi, không có kiểu này thì em mọi người là lửa mãi. Cái này là dán chữ chứ. Hai cái này dán chữ. Đây là dán chữ bạn sự nhi. Hình như kia có bộ bạn sự nhi như vậy. Hết rồi, bác không có bộ rồi. Có bộ. Quên vừa đấy mình không nhìn ra. Chưa dán chữ. Cái này em quên chưa dán chữ rồi. Vừa không? Úi dồi ôi, em lựa được một cái phó thức phúc. Như mọi người, em đã hứa mọi người đợt này cái lô gỗ này nó rất là đẹp. Mọi người ạ, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay em có làm mãi nữa, mãi được một phó thức phúc. Đợt vừa rồi rất nhiều bác bảo chúc phúc. Nhưng mà hôm nay mới lựa được một bộ. Đây là cái này là bình thường ấy thì là gỗ đỏ au già luôn, chữ già chứ mọi người. Cái này em không đủ thì em sẽ dán cái chữ bản bộ với vạn sự nhí như này vào đây, vạn sự như ý đấy cho mọi người, thì em sẽ không đục thành đồng tiền đấy. Đấy, vạn sự như ý này, nó sẽ có 4 chữ này, vừa hàng vừa xong em vừa em chưa kịp dán đấy mọi người. Đây ngày mai em sẽ dán đây, mọi chữ. Người thẩm chất vân giúp em chất gỗ này, dán chữ cho mọi người đấy. Già lắm luôn cái lô ngọc ao này, về già gỗ đỏ au luôn, lặng chứ nhiều dầu nó lặng, bảo mọi người tuyệt vời luôn. Anh em không mua hơi tiếc luôn đấy.
vào tiền. Đấy là một cái dễ. Gỗ này thì nó nhiều dầu lắm. Thơm, quá chê luôn mọi người ạ. Chất phôi quá đỉnh luôn. Chất phôi quá đỉnh luôn. Một bức duy nhất này, mọi người nhá. Chất gỗ gỗ rất là già. Một bức duy nhất này, không có nhiều. Đây, hiền kít vào đây. Cái này anh em chơi không chơi trước. Cao 85. Đặc gỗ nha. Rộng 32. Và độ dày mà. Nó là những cái bảnh dễ. Dày 24. Cao 85, rộng 32. Không, được 23 thôi. Sâu 23, sâu 23. Cao 85, rộng 32 và sâu 23, cũ đặc, đẹp, liền, bao phê, bao chất mọi người. Bước này em Minh giao đi mọi người giá cực kỳ êm ái, mềm mại đi, bởi vì gỗ này rất là nặng. Rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Không nhẹ đâu nhưng mọi người, không nhẹ phôi. Những cái phôi già và đẹp này thì chắc chắn nó sẽ cực kỳ nặng. Đấy. Ngày mai em giá trị bạn sẽ nghĩ đấy không mọi người. Có một phát em Minh giao đi mọi người giá 3,5 đồng, không ship. Anh em nhanh tay thì bê mọi người nhé, lâu lắm mới có chữ phúc ạ, nhờ lâu lắm mới có 3,5 đồng. Dạ, thơm mọi người. Mỗi này thì bao phê quá, luôn quá tiếc luôn, bao phê luôn nhờ mọi người. Chữ này anh em lấy, mai em sẽ dán chữ. Ui nặng lắm, hàng gỗ nặng lắm à. Đây, đây bạn tặng mọi người con này 3 mũ được đi. Con này hàng mới nhá, nhưng mà bán cũng bán ra phải cho anh em về chi tiết. Mùi sừng xanh nè luôn. Con này chưa quay không mọi người nhá, mới cứng luôn. Có một form hết rồi. Hết rồi mọi người nhá, hẹn mọi người sang năm nhá. Có rất là nhiều vân xanh, cực kỳ nhiều vân xanh, nhưng mà thực ra buổi tối này mọi người không nhìn thấy được. Anh em về nhận hàng kiểm tra, cực kỳ nhiều vân xanh hết rồi. Đây, liền nguyên khối mọi người nhé, không chấp ghép nhá. Con này cao 56 này, rộng 23, gỗ nhiều không, và sâu 22. Cao 56, rộng 23, sâu 2, gỗ này gần 200.000 cân mọi người. Về sách nó nặng vô cùng luôn. Mùn, mùn sừng. Đây, pho này thì nó ít vân, nhìn mãi mới thấy vân này, nhìn mãi mới thấy vân. Để mọi người pho này giá sẽ hợp lý cho mọi người về chơi. Pho thôi, để cho mọi người giá 2680, 2680 mọi người nhá, hết rồi nhá. Còn một pho này mới xong. Để cuối cùng rồi, mọi người nhanh tay bê về 2680 mọi người nhá, hết rồi. Hẹn mọi người sang làm. Hẹn anh em sang năm mọi người nhé, 2680 tuyệt vời luôn đấy ạ. Gỗ này cực kỳ phê, mọi người sờ nó lạnh nó mát như là đá luôn. Mùn sừng người nếu mà làm kỹ sờ vào lạnh mát như sờ vào đá, tuyệt vời luôn. Dê chắc đẹp lắm. Người thích dê thì mày một cái. Cho mọi người một cái. Để cho mọi người lấy cho mọi người một cái đựng bánh kẹo vip anh em chưa. Wow, tuyệt vời luôn. Em có hai cái nhưng mà em sẽ để một cái em dùng và em bán cho mọi người một cái. Hàng làm kỹ mọi người nhé. Chun chớp này các bác ơi. Chun đây là phần đế. Anh em nhìn đế em chun nhá. Đế một chun chớp này, vân này, chun chớp này. Để em làm duy nhất hai cái thì một cái em để lại em đựng, một cái em để cho mọi người. Cái này em sẽ để mọi người cái to nhé, còn em để lại cái nhỏ. Ai đâu, hai cái chắc bằng nhau, không phải to nhỏ, hai cái bằng nhau. Bằng nhau. Đây, đây mọi người. Đây trong lòng. Cái đế là liền gỗ tiện liền mọi người nhé. Khuyết sâu và liền chứ không phải cái đế là chắc vào đế đâu ạ. Không có chắp ghép bất cứ một chi tiết gì.
niền hết ấy. Đây là hàng cực kỳ kỹ, kể cái phần tiện mọi người sẽ thấy là thường thường là người ta tiện rất là lông, nhưng anh em nhìn thấy là cái này là tiện rất là sâu sâu, và cái này tiện cực kỳ lâu công, liền khối hết đấy, mất rất là nhiều công mọi người nhé. Và đây cái phần nắp mọi người nhìn này, anh em nhìn này, phê chưa, đây nó mới gọi là gỗ pơ mu. Còn em kể cho mọi người một câu chuyện nghe nó hơi buồn cười một chút, nhưng mà phải chia sẻ để anh em có một cái nhìn nó chuẩn chỉ. Hôm nọ em có mọi người có để ý, hôm nọ có một clip em bán một cái pho di lặc ngồi tùng gỗ cẩm, thì em bán cho mấy anh khách cũng gần gần thì quanh quanh đây khu vực miền Bắc thôi. Thì anh ấy bê về nhà, anh ấy chơi, anh ấy trưng lên, thì có một anh cũng vừa gọi là thợ, nhưng mà chắc em nghĩ là thợ mộc, thợ đóng tủ bàn ghế thôi. Anh ấy đến anh bảo cái pho di lặc ngồi tùng của em hôm nọ mọi người xem em bán hơn 12 triệu ấy, anh cứ bảo cái pho đấy là pho đấy không phải gì là không phải gỗ cẩm, mà cái đấy là gỗ pơ mu. Thì vừa lúc chiều tối thì em ở đang trên xưởng, thì anh khách anh nhắn tin cho anh hỏi em là anh em ơi, cái pho của em có phải là gỗ hư cẩm không? Có một anh thợ mộc đến, anh ấy bảo đấy là gỗ pơ mu. Pơ mu thì thật sự mọi người này, em câu chuyện em nghe em vừa buồn mà em buồn cười mà em vừa hơi bực mình, bởi vì thật sự là cái câu chuyện nhiều người cũng được gọi tên là thợ mộc, nhưng mà thực chất họ không biết gì về gỗ luôn. Cái gỗ như thế này người ta mới gọi là gỗ pơ mu, chứ còn cái gỗ cẩm, gỗ cẩm thực sự cái gỗ cẩm và gỗ pơ mu nó khác nhau đúng một trời một vực luôn, một trời một vực luôn, nó không thể nào giống nhau được. Thứ nhất là về chất vân, chất gỗ, và thứ hai là về cái mùi thơm. Cái gỗ pơ mu nó có cái mùi thơm đặc trưng của gỗ pơ mu, anh em nào chơi gỗ thì biết, chứ còn tả thì nó rất là khó. Còn gỗ cẩm về cái màu sắc cũng như là cái chất gỗ nó khác nhau hoàn toàn, không thể nào nhầm được như thế. Nhầm mình bảo một cách gọi là, nếu mà thực sự anh em nào mua hàng ấy, mua hàng của em Minh mà không có độ tin tưởng, và thứ hai là yếu tim, thật sự là yếu tim, và cũng thật sự là chưa hiểu về đồ gỗ. Đây các bác nhìn xem màu cẩm nó như thế nào. Đây, màu cẩm đây với màu pơ mu đây. Đây, hai cái này nó khác nhau. Màu bác lại màu cẩm với lại pơ mu nó giống nhau, em chịu em. Đây là hai cái, đây là cẩm, đây là pơ mu. Đấy, thật sự là câu chuyện em nghe mà em vừa buồn cười và em vừa bực mình. Thật sự nhiều anh em thợ mộc chán lắm, thật sự là không hiểu về gỗ, hoặc là chưa biết rõ tường tận, hoặc là chưa biết thì nên tìm hiểu thật là kỹ sau hãng nói. Vì nói như thế nhiều khi đến những anh khách anh mua về, anh ấy chưa hiểu về gỗ, hoặc anh ấy yếu cái tim, anh ấy yếu và thiếu cái sự tự tin ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến người bán rất là nhiều. Đó, câu chuyện nghe nó hơi buồn cười chút, nhưng mà mọi người hết sức thông cảm. Và em vẫn nói mọi người là trước khi quyết định hạ tiền giúp người mua một cái sản phẩm gì, thì mọi người nên tìm hiểu thật là kỹ, trước tiên tìm hiểu kỹ. Và nếu chưa có độ tin tưởng thì mọi người cứ xem thật nhiều đi, thật nhiều và thật kỹ đi. Mà thực sự cái anh khách mà hôm qua anh ấy đến nhà em, anh ấy bê pho di lặc cẩm, em nghĩ là anh ấy cũng xem mà em chắc mấy năm rồi, nhưng mà em cũng chắc anh cũng yếu tim, anh ấy cũng cái độ tin tưởng anh cũng không cao, mà anh xem nhiều rồi. Mà đây này, một pơ mu và cái này là cẩm, hai cái thằng nó khác nhau như thế này mà ông thợ đâu cứ bảo cái gỗ cẩm là gỗ pơ mu, thì em nhiều khi em cũng bó tay không biết nói thế nào. Cẩm mà nhầm sang hương thì có thể là lẫn lộn được màu sắc nó cần. Thực ra là gỗ cẩm mà ví dụ như nhầm gỗ hương thì nhiều khi là có người nhầm, có được nhầm, hoặc gỗ hương người nhầm với cái gỗ hương nhập, hương ba đúc, hương đỏ, hoặc hương vân, hoặc là hương đá thì nhầm được. Nhưng còn cái gỗ pơ mu với gỗ cẩm mà nhầm nhau thì em cũng chịu. Ok, giới thiệu chia sẻ mọi người đấy, một chút tí mọi người thông cảm, nhưng mà nhiều khi câu chuyện nó hơi buồn cười. Cái này, cái đường kính của cái thố này, nếu mà cả nắp ấy thì nó tắc tầm 30 anh em ạ, 30. Còn em sẽ đo chiều cao của cái này đi nhé. Vãi trời, may không được gì anh em ạ. Cái gỗ này nó cứng, cái hàng chun chớp nó cứng, chứ nếu hàng gỗ thịt là toang rồi đấy. Đây, độ dày của cái này, cái này đi nhé, 12. Không tính đến độ 30 12. Đường kính 30 và cái độ dày là 12. 6 triệu anh em nhá. 6 anh em nhanh tay nhá. Đây cực kỳ VIP luôn. Cái này mọi người bày ở cái bản tiết mà mọi người bày, cái bản em đảm bảo. Đúng một cái lớp phải cũng tiện tròn mọi người rất là kỹ. Em đảm bảo mọi người cái bàn của các bác sáng bừng lên với cái độ đẹp của cái chun bớp bơ mu luôn. Không có nhiều. Có hai cái gì mà em làm, một cái em để chơi bán mọi người một cái thôi.
đừng để thì nó xước, để ăn riêng ra đi. Chuột này là ngọ, hôm clip hôm qua là chuột, nó khỏi chuột. Đây là chuột ôm đá, gỗ hương ôm đá, nó không phải là hàng, không phải là hàng gỗ thường. Gỗ hương ôm đá này thì nó sẽ cao hơn cái hàng thường cái một chút, bởi vì gỗ hương ôm đá này là mua lẻ, phải mua lẻ từng con một, chứ không phải là mua theo aluso như là có nghĩa là mình đi về mua chọn từng cục gỗ một về làm từng con một, chứ không phải mua aluso như gỗ thường kia. Là cái hàng ôm đá này, cái gỗ nó sẽ cao một chút mọi người nhé. Bình thường nếu mà như này gỗ thường bán con này rơi tầm khoảng 600.000, 600.000 thì có công. Còn hàng ôm đá này thì giá nó sẽ cao một chút. Để nó cái tốt, không có nhiều đâu, mỗi con này nó vừa xong, cao 26, rộng 18 và dày là 15. Gỗ gần như đặc xịt 100%, 100%. Anh em thích hàng cũng đá chơi một con duy nhất nha, 680k, 680k mọi người nhé, gỗ đủ công, xin mọi người 100.000 luôn một con đi nhá, không có nhiều. Nên cho anh một bán tặng mọi người quả đấy đi, bán tặng mọi người quả đấy đây, quả này tuyệt vời luôn anh em. Ui, quả này mới chất lượng này anh em ạ. Quả này mới là quả chất lượng đi từ các tình yêu ạ. Người nhìn này, anh em về anh em sờ tay cái phần đế này này, cái dầu da mà nó đen xỉ này, một quả thơm dã man, chất này thì khỏi phải nghĩ mọi người nhá, một quả thôi tuyệt vời chưa. Một cái quả này em chia sẻ mọi người là không dưới tầm khoảng 400.000 tiền gỗ để tiện đâu nhé. Trông này thôi mất nhiều gỗ dã man luôn. Cái này đường kính 21 này, chiều cao 18, đường kính 21 và chiều cao 18, chất này phê luôn. 580k anh em nhá, 580k anh em phải bày cho nó thơm. Dày lắm, 580k anh em nhanh tay vào bê nhá. Thôi chắc là mọi em xin nghỉ cái đây mọi người nhá, tối nó muộn rồi, tạm mày lên mọi người, mọi người đấy mai sắp xếp thì nếu mà có gì không thay đổi để tầm khoảng trưa mai em sẽ lên một clip nữa cho mọi người, để mọi người chốt cho bây anh giờ tìm. Cũng đang 11 giờ rồi em, còn em lên clip phải 12 giờ khuya rồi. Một quán rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha, hàng rất là nhiều. Anh em mai cần món gì thì cái này ta lôi chụp hình gửi qua cho, chụp hình em gửi cho mọi người và mọi người có thể chọn từng cái một. Hàng nói chung rất là nhiều, trâu bò chó má lợn gà, nói chung là lung tung bung be hết cả mọi người nhá. Ok, nhiều quá, em chào mọi người.